Xin chào mọi người, mình muốn mở kênh YouTube này giống như là một nơi để lưu trữ những cái thành tựu hoặc là những cái thất bại mà mình sắp đạt được hoặc là chưa đạt được trong tương lai. Một chút thông tin về mình thì mình đã gần 30 tuổi rồi, mình đang ở Canada và mình đang làm một kế toán. Hôm nay là tháng 6 ngày 13 và là một ngày chủ nhật, thì một trong những cái điều mà mình rất là muốn làm và mình đang cố gắng làm luôn đó là ngủ dậy sớm và tập thể dục. Tuy nhiên thì mình chưa có thường xuyên làm điều đó, cho nên là hôm nay thì mình sẽ có nhiều quyết tâm hơn, mình sẽ làm được điều đó. Thì bắt đầu từ ngày mai khi mà mình thức dậy thì mình sẽ mở video lên và quay giống như là một cái bằng chứng là mình đã dậy rồi nè và mình chuẩn bị tập thể dục. Mọi người ủng hộ mình nha và cảm ơn mọi người đã coi cái video này. Hy vọng là tụi mình sẽ duy trì được cái kênh này lâu dài.